Mùng 3, đi thầy, chúc Tết. Theo VNXBZ, mùng 3 Tết thầy, phong tục tốt đẹp ấy dần bị biến tướng khi ngày nay người ta dùng phong bì dày để làm lễ vật đi Tết thầy cô. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Quan niệm lâu đời này cho thấy, những ngày khởi đầu năm mới không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, ăn Tết, chơi Tết mà còn là thời điểm để tri ân công sức dạy dỗ của thầy cô. Ý nghĩa là vậy, nhưng thực tế chuyện Tết thầy cũng nhiều chuyện oái oăm. Thời xa xưa, về lễ vật, thường không ai đặt nặng giá trị vật chất. Thời kháng chiến, hồi học cấp 1, chúng tôi không biết đi Tết thầy là gì. Sang cấp 2, cấp 3, cũng chỉ mang biếu vài lạng chè, gói thuốc, gói bánh. Nhớ lại, Tết những năm 1971, chiến tranh nghèo đói, chúng tôi nhem nhuốc, lếch thếch với vài lễ vật nghèo nàn. Đi Tết thầy nhưng cũng là dịp để chúng tôi kéo nhau đi chơi xa, nên đứa nào, đứa nấy đều rất hăng hái nhiệt tình. Ngày nay, kinh tế khá hơn, nhưng việc Tết thầy không còn được giữ như xưa. Lễ vật bây giờ thường là lãng hoa, hoa quả tượng trưng, còn thứ chính là phong bì. Nhiều người vì lòng kính trọng, biết ơn thầy cô, nhưng cũng không hiếm phụ huynh chỉ vì mong muốn con mình được quan tâm, ưu ái điểm số nên năng thăm thầy. Như đã nói ở trên, Tết thầy vốn là một phong tục tốt đẹp từ xa xưa, không nên và không thể vì lý do gì mà loại bỏ được. Hãy giữ cho phong tục Tết thầy những giá trị văn hóa, những ý nghĩa tích cực, tốt đẹp mà cha ông đã tạo dựng cả nghìn năm. Cùng theo dõi Netbeat News để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.